khẩu web cho điện thoại Android. Trong tương lai, người dùng sẽ không còn phải nhập mật khẩu khi sử dụng một số dịch vụ của Google. Việc xác thực giờ đây sẽ được tiến hành tự động. Google dự định bỏ đi phần nhập mật khẩu đăng nhập cho một số website. Thay vào đó, gã khổng lồ tìm kiếm cho phép người dùng tự đăng nhập vào các trang web dựa trên chính thiết bị truy nhập của họ. Điều này cũng có nghĩa, việc mở khóa điện thoại bằng vân tay hay mật mã giờ đây được hiểu như việc xác nhận rằng người cầm thiết bị chính là chủ nhân của tài khoản. Đây là cách mà Google giúp loại bỏ bớt thao tác đăng nhập để tăng cường trải nghiệm cho người dùng. Ý tưởng này sẽ được áp dụng với những chiếc Google Pixel trước khi triển khai đại trà trên những mẫu điện thoại Android khác. Trong một bài đăng trên trang blog của Google, kỹ sư phần mềm Đông Trinh He và nhà quản lý sản phẩm Christian Brand đã xác nhận thông tin này. Theo đó, dịch vụ trên sẽ áp dụng đối với các trang web được cài đặt trong trình quản lý mật khẩu của Google. Trong tương lai, các dịch vụ khác của Google cũng sẽ có tính năng tương tự, những mật khẩu an toàn thường khó nhớ và có cấu trúc phức tạp. Quá trình nhập đi nhập lại mật khẩu cũng đi cùng với rủi ro về việc lộ lọt thông tin. Do vậy, Việc Google sử dụng thiết bị Android làm phương tiện xác thực cũng là một cách để tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng. Đối với việc đăng ký hay đăng nhập lần đầu tiên, người dùng vẫn phải tiến hành việc nhập mật khẩu cho trang web